tấn công rắn hổ chúa, người phụ nữ nhận cái kết đầy thương tâm. Rắn hổ chúa vẫn thường được nhắc đến trong sự khiếp sợ của mọi người vì nọc độc nguy hiểm của chúng. Sẽ chẳng ai dám nghĩ đến việc chạm trán với loài sinh vật này. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng cũng gây nguy hiểm cho loài người nếu không bị kích động như trường hợp sau đây. Người phụ nữ này và chồng đang cố gắng bắt một con rắn hổ chúa có kích thước khá lớn. Thế nhưng, dụng cụ để bắt rắn của cặp đôi này sơ sài đến bất ngờ. Trong khi trên tay người phụ nữ là một cây móc tương đối ngắn, thì người đàn ông thậm chí chỉ dùng một cái que thông thường để bắt rắn. Ban đầu, con rắn vẫn chỉ tìm cách trốn thoát mà không hề có ý định tấn công bất kỳ ai. Nhưng có vẻ lo sợ sự tồn tại của nó có thể gây nguy hiểm, nên đôi vợ chồng quyết tâm tóm gọn con vật này. Mỗi lần nó quay đầu chui vào bụi rậm, cặp đôi lại tiếp tục nắm đuôi và kéo ngược nó lại vào sân. Lúc này, có vẻ con rắn đã dần mất bình tĩnh. Nó ngóc đầu dậy, hù dọa cả hai để tự vệ, rồi lại tiếp tục tìm đường lui. Tuy nhiên, đôi vợ chồng này vẫn quyết tâm bắt bằng được con rắn, 5 lần 7 lượt lôi nó ra khỏi bụi rậm kia. Cuối cùng, vì liên tục bị tấn công, nên nó đã tiến đến và cắn thẳng vào tay của người phụ nữ. Vết cắn sâu đến mức, dù cô đã cố gắng vùng vẫy rất mạnh, nhưng con rắn vẫn chẳng chịu buông tha cho đối phương. Không rõ hậu quả của người phụ nữ kia ra sao, song rất nhiều người lo ngại rằng cô khó lòng mà qua khỏi vì nọc độc của rắn hổ rất kinh khủng. Đây chắc chắn sẽ là bài học lớn, không chỉ với cặp đôi trong đoạn clip, mà còn cho tất cả mọi người khi tiếp xúc với loài bò sát nguy hiểm này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay của Bintop. Chúc các bạn một ngày thật vui. Hãy nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng mình nhé.